Chào mừng quý vị đang đến với kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, một vụ án mạng đã xảy ra tại Hà Nội gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Sức nóng của vụ án xoay quanh vụ việc mối quan hệ bất chính giữa người anh rể và em dâu. Vì căm giận người em dâu không chịu cùng mình đi đến cùng trời cuối đất, nên người anh rể đã nảy sinh ý định giết chết người tình này để thỏa mãn cơn hận trong lòng. Vậy chi tiết vụ việc này diễn ra như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Nguồn tin từ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao đối tượng Đoàn Quốc Hoàng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đối tượng Đoàn Quốc Hoàng, sinh năm 1965, trú tại tòa nhà N03, đường Trần Quý Kiên, tổ 12, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, chính là nghi can gây ra vụ trọng án xảy ra tại căn hộ tầng 11 ở tòa nhà N03 vào lúc 22 giờ ngày 29 tháng 8. Nạn nhân là chị Phạm Thị Hải, sinh năm 1980, trú tại tòa nhà N03. Theo lời kể của người nhà nạn nhân, thì vào lúc gần 22 giờ ngày 29 tháng 8, chị Hải cùng chồng là anh Nguyễn Văn Tuấn, em vợ Hoàng, và hai con nhỏ đã đi cầu thang bộ từ nhà mẹ chồng ở tầng 9 về nhà mình ở tầng 11. Vừa về đến phòng nhà mình, trong lúc anh Tuấn đang loay hoay mở cửa, thì Hoàng từ đâu bất ngờ xuất hiện, hai tay lăm lăm hai con dao, gồm một con dao phóng lợn và một con dao gọt hoa quả. Biết có chuyện chẳng lành sắp đến với gia đình, nên sau khi mở xong cửa, anh Tuấn đã ôm hai đứa con nhỏ chạy vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại, rồi kêu cứu hàng xóm. Chị Hải cũng chạy vào theo sau. Chị Hải chưa kịp chốt được cửa chính thì Hoàng đã đẩy được cửa rồi đi vào theo sau. Sau khi hai con nhỏ đã được an toàn, anh Tuấn đi ra phòng ngoài để tìm vợ, thì đau lòng khi chứng kiến cảnh Hoàng đang dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ mình. Ngay sau đó, Hoàng cũng rời khỏi hiện trường và bỏ lại hai con dao. Anh Tuấn đau khổ không còn biết làm cách nào hơn ngoài việc lại đỡ vợ lên khỏi vũng máu và kêu cứu. Do lúc đó đã tối muộn, những phòng bên cạnh đều khóa trái cửa, nên mãi lúc này hàng xóm mới nghe thấy và chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do nạn nhân bị nhiều vết chém hiểm, đồng thời mất máu cấp, nên hơn 22 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo từ lực lượng Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tích cực tung quân điều tra, xác minh truy tìm tung tích hung thủ. Chiều 31 tháng 8, Đoàn Quốc Hoàng đã bị bắt giữ trong lúc lẩn trốn. Theo tìm hiểu trước đây, gia đình Hoàng cùng gia đình nhà vợ, trong đó có gia đình chị Hải sống trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ. Sau khi nhà nước giải phóng mặt bằng, cả đại gia đình này đã được chuyển về sống tại tòa nhà N03. Hoàng quê gốc tại Hưng Yên, sau khi lấy vợ người Hà Nội thì Hoàng sinh sống và làm việc luôn tại đây. Được biết, vợ chồng Hoàng cũng từng sống ở Đội Cấn, quận Ba Đình. Về mối tình của Hoàng và người em dâu kéo dài được bao lâu thì không ai được rõ, nhưng người nhà nạn nhân cho biết tình yêu này chỉ xuất phát từ phía Hoàng, còn chị Hải không thèm ngó lơ gì đến tình cảm mà ông anh rể dành cho mình. Bởi chị đã có tổ ấm riêng, cũng như hiểu được rằng người đang dành tình cảm vụng trộm cho mình là người anh rể. Một nguồn tin khác cho biết, mối tình giữa Hoàng và chị Hải bắt đầu từ năm 2013 tại tòa nhà N03. Mặc dù rất khéo léo trong cách thể hiện tình cảm, nhưng cuối cùng chuyện này của Hoàng cũng được gia đình hai bên phát giác. Để chấm dứt mối quan hệ trái luân thường đạo lý này, người thân đã nhiều lần khuyên can, từ đó chị Hải cũng đã không tiếp xúc với Hoàng nữa. Trong khi đó, gã đàn ông này vẫn không chịu buông tha. Khoảng 5 tháng trở lại đây, Hoàng càng tỏ ra muốn chiếm đoạt người em dâu. Trước thái độ quá trớn này, người em dâu đã thẳng thừng cự tuyệt luôn mối quan hệ họ hàng. Trước thái độ không khoan nhường của người em dâu, Hoàng bắt đầu cảm thấy cay cú và nói là không để người em dâu được yên bên chồng và con nếu như không có yêu gã. Sự việc này đã được chị Hải nói lại cho mẹ chồng và các anh chị em được biết, nhưng do đây là chuyện nội bộ gia đình nên chưa ai dám thông báo cho chính quyền địa phương đến giải quyết. Để có cuộc sống bình yên và không phải giáp mặt với người anh rể, chị Hải và gia đình đã phải đến núi Trúc, quận Ba Đình để thuê phòng trọ ở. Trước hôm xảy ra sự việc ít ngày, chị Hải cùng chồng con về lại nhà cũ để cúng rằm tháng 7. Hai ngày trước khi gây án mạng, Hoàng đã chặn cầu thang đợi chị Hải đi làm về, rồi nói sẽ giết chị nếu không đi theo gã đến một nơi khác sinh sống. Chị Hải cũng có nói lại cho gia đình biết chuyện này, nhưng sự việc vẫn chưa được báo cho chính quyền địa phương thì đã xảy ra thảm cảnh này. Để tìm hiểu thêm thông tin, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1968, vợ của Hoàng. Chị Yến cho biết, từ khi sinh ra, sức khỏe và thể trạng của chị đã rất yếu nên không làm được gì nhiều. Sau khi lấy Hoàng, chị Yến cũng chỉ ở nhà chăm sóc cho hai con. Hôm xảy ra sự việc, Hoàng có mặt ở nhà, không đi đâu xa, chỉ lởn vởn quanh tòa nhà.
Chỉ hơn 19 giờ là chị Yến không thấy chồng đi đâu. Sau khi biết tin người em dâu tử vong, chị Yến cũng không liên lạc được với chồng, chiếc xe máy cũng không thấy đâu. Nói thêm về người chồng, chị Yến kể, anh Hoàng rất hay chửi bới, thì thoảng còn đánh đập tôi. Ngoài tôi ra, anh ấy còn yêu một người phụ nữ khác cách đây hơn 8 năm. Mối tình ngoài luồng này đã sinh ra một đứa con đến nay được 6 tuổi. Cháu bé này từ lâu đã sống cùng gia đình tôi, để cho mọi việc êm đẹp nên tôi đã chấp nhận điều này, không ca thán gì. Chị Yến cũng cho biết, chuyện chỉ xảy ra giữa chồng với người em dâu thì chị không được biết. Chỉ sau khi án mạng xảy ra, chị mới biết lờ mờ, hiểu được phần nào câu chuyện. Theo lời kể của ông Phạm Văn Chiến, bố nạn nhân, trú tại thôn 4, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, thì sau khi biết tin con gái mất, ông đã cùng mấy người con nữa vội vã bắt xe từ Ninh Bình ra Hà Nội ngay trong đêm. Do quá đau lòng trước cái chết của con gái, ông Chiến đã thức trắng đêm cũng như không ăn uống được gì. Ông Chiến cho biết, do gia cảnh làm nông nghèo túng nên chị Hải học hết lớp 7 thì nghỉ, sau đó ra Hà Nội học may. Sau khi học xong, chị ở lại Hà Nội làm việc rồi quen anh Tuấn, khi đó là thợ sửa chữa đồ điện tử. Một thời gian sau, chị Hải xin gia đình kết hôn cùng anh Tuấn và ở lại Hà Nội sinh sống. Nhiều năm nay, do sức khỏe yếu nên anh Tuấn không làm được gì cả. Chị ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ dại. Ông Chiến cũng cho biết, con gái ông ngoan hiền, hiểu đạo lý, lại rất mực trung thủy với chồng con, nên không có chuyện con gái ông gian díu với ông anh rể. Ông Chiến nghẹn ngào, do mọi việc đều đổ dồn lên vai nên con gái tôi phải làm việc cật lực, thường xuyên phải làm tăng ca mới có tiền trang trải cho gia đình. Cũng vì không có thời gian rảnh nên mỗi năm con gái tôi chỉ về thăm quê được có một lần. Mỗi lần về cũng rất vội vàng, hôm trước hôm sau lại ra Hà Nội làm việc. Giờ đây hai đứa cháu gái tôi sẽ không còn mẹ chăm bẵm nữa. Bố nó thì ốm yếu, rồi đây tương lai các cháu sẽ đi về đâu? Tôi mong rằng cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc để xử đúng tội, đúng pháp luật kẻ đã gây ra cái chết đau đớn cho con gái tôi. Mối tình trái với luân thường đạo lý này không những có kết cục đau lòng đối với người trong cuộc mà còn khiến gia đình và người thân xung quanh tổn thương trầm trọng. Có thể thấy tội ác mà Hoàng đã gây ra cho gia đình nạn nhân đã quá rõ, nhưng nỗi đau mà Hoàng đã gây ra cho chính gia đình mình cũng không dễ gì tha thứ. Tại phiên xét xử bị cáo, Hoàng xin nói lời cuối. Giờ phút này hối hận thì cũng đã muộn rồi, nhưng tôi muốn xin lỗi gia đình. Tôi cũng muốn những đứa con của tôi và cô Hải lớn lên là người có ích cho xã hội, đừng tội lỗi như cha mẹ chúng. Đây có lẽ cũng là lời cảnh tỉnh đến với tất cả mọi người, cần phải luôn tỉnh táo, sáng suốt trước các mối quan hệ để không phải gặp những hệ lụy đáng tiếc xảy ra. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!